Hello, mừng tính đến tài long khắp nhà nhà nghe bạn hỏi gia đang lại. Hello, dạ em chào mọi người có mặt trong livestream của em ngày hôm nay. Mừng tin đến tài lộc khắp nhà nhà đến mày vàng đồ đồ hơn bánh chưng. Hello, dạ chào mọi người. Đặng Văn Nam, chào Đặng Văn Nam, chào cư giải, chào gì mà trong livestream của em ngày hôm nay. Bé Diễm ơi, chào bé Diễm nè, em khỏe em ơi. Happy New Year, Happy Birthday New Year, Happy Birthday New Year, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday New Year. Áo dài làm gì? Áo dài mới nha. Dạ vâng. Mừng tin đến tài lộc khắp nhà nhà cái mày vàng sầu đồ hơn bánh chưng. Tết đến mọi người cùng ở bên bếp hồng cùng nói bánh chưng xanh chào xuân đang sang. Hello, chào em, chào gì Quỳnh chuẩn bị lóc bớt nè Quỳnh ơi. Hello mọi người, dì em chào gì nay nhận bóng em. Dạ mùng 1 tới nay là em khai trương những gì nha, em khai trương chúc anh mới sức khỏe. Dạ dì em chúc quý vị nha, chúc quý vị một năm mới phát tài bánh lọc tiền xu đề túi tiền gì để bao những gì nha, đi ăn thì được cao nhà được trước tiền dù còn trước hồ sòi ngồi sao, nói chung tiền để túi tiền để tiêm xứ ban đêm hạnh phúc ban ngày, chúc hay trở tài lớn với mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều, năm nay làm con heo may mắn sẽ luôn mang theo quý vị. Cảm ơn mọi người. Hello mở dọn trái cây xuống. Dạ trái cây cúng đó. Bây giờ em sẽ hướng dẫn quý vị cái cách mà chúng ta mà muốn một năm sung túc, muốn một năm ăn vầy, cái gì muốn sum vầy hả? Muốn một năm sum vầy, muốn một năm mà ta nói là coi như là mình cầu gì được đó như nha. Ví dụ, đầu tiên, xe chim đi, xe chim ủng hộ giùm tôi đi nè. Thấy anh like mùa xuân về đúng vậy, Nam khai trương quý vị ơi, không buôn không bán gì trơn trời. Ngày hôm nay bán buôn thì ai mà shipper rồi này nọ. Nha, bây giờ em sẽ hướng dẫn quý vị, bây giờ ai muốn cầu gì em cầu cái gì nha. Đó, bây giờ mình cầu nè mấy má. Măng cầu, ai mà cầu gì báo tôi cúng giùm cho. Tôi cúng giải hạn, cúng xui nha quý vị nha. Nói chậm chậm hả? Trời ok, nói chậm chậm. Bố với thầy mà linh nín, nín dứt. Mới thấy live phút này, cảm ơn mọi người. Xe chim sơ giùm cho em cái gì nha. Cầu, cầu nha. Cầu, 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 cầu gì? Cầu dừa. Không, cầu dừa tét chim nha. Đó, cầu dừa tét chim nha. Cầu dừa tét chim nha. Chịu không? Giờ em coi bói cho nè, chim. Mình cần cái gì là mình cầu cái đó nha gì nha. Ngày hôm nay khai trương ủng hộ giùm cho em. Cầu sung dừa đủ quốc, ok luôn, cầu sung dừa đủ quốc nè. Rồi hướng dẫn giùm tôi cách cầu nè. Cầu xô quay nhiều hả? Cầu xô, cầu nè, cầu xô, lấy giùm anh cái xô. Cái xô mấy đứa ơi, xô. Xô, rồi lấy cái đó cái xô đi, cầu xô. Nè cái này cái xô, cầu xô. Quay, quay là gì? Heo quay, heo quay. Đúng ra té. Chết cha, đứa nó chơi ngã anh Quỳnh ơi. Hồi con là mất dạy vậy trời, mùng 1 nó chơi ngã tôi té quá mạng vậy. Cầu nè, cầu xô cúng heo quay. Cầu xô quay, cầu xô quay, đó cầu xô quay. À, đó dễ hợp chưa? Đơn giản luôn, ủng hộ xe chim sơ giùm cho em nha. Rồi ai mà vô chửi em này nọ, mùng 1 bớt chửi giùm em nha chị nha. Trời đất ơi, ngày hôm nay tôi ăn chay mấy má. Dạ, bớt chửi giùm em. Rồi em tư vấn quý vị cách mà cầu cho sung túc đồ này nọ. Cầu phát tài hả? Phát, cầu, lấy cái cầu. Chứ em lấy hình của anh Võ Tấn Phát với hình của anh Chí Tài là cầu phát tài. Đó, quá dễ, quá đơn giản. Thì bây giờ tôi hướng dẫn quý vị cách mà làm này nọ nha. Cầu sung vừa đủ đó, cầu sung vừa đủ dễ đơn giản đó. Cầu nè, sung nè, vừa nè, đủ đơn giản. Hi Lâm ok bộ lên. Dạ chào gì rồi, xe chim sơ giùm cho em, lát em coi bói cơ ơ được chỗ gì trong gì nha. Cầu đình là mới bắt tay, ok Vinh Nguyễn anh cảm ơn em, chúc gia đình em năm mới thiệt là nhiều niềm vui hạnh phúc cuộc sống. Gia đình thì con gái yêu thương nhau đầm bọc đồ này nọ, yêu thương nhau đồ này nọ nha em nha, cảm ơn em. Happy New Year hả? Chừng té đó mới té đó trời. Anh nói chị dễ thương hả? Cầu tiền tài là em lấy tiền. Lấy tiền, lấy vỏ tiền Quỳnh, lấy tiền. À, dễ ợt, dễ đơn giản lắm chị ơi. Cầu, cái vỏ tiền, móc tiền ở trong đây ra nè. Ngu muội. Cầu tiền tài, cầu nè, đó. Cầu tiền, bỏ hình anh Chí Tài vô. Cầu tiền tài, quá đơn giản đây. Ngủ quả mà mùa xuân sang về nhà vui vẻ, cảm ơn vậy chú năm mới vui vẻ. Còn ai muốn trắng là cầu trắng vừa đủ, lấy chai tắm trắng rồi
Nè, thấy không? Nè, vô vấn đề nè. Cầu chai tắm trắng, cầu trắng. Dừa, dừa đâu, dừa đâu, dừa. Đủ, cầu trắng dừa đủ, thấy không? Trời đất ơi, ai mà ta nói đen hoài. Đen mà đen quanh năm, đen mà cái thờ, cái thở mà thiếu niên nhi đồng thì chỉ cầu tắm trắng là da liền nhau gì nha. Happy New Year. Đây, chúng ta kêu làm ơi hả? Em xui quá rồi hả? Trời ơi, đủ tiền xài, đủ tiền xài được rồi gì ơi, nó mới phát tài cho bao năm vậy. Em cảm ơn chị Thần Thu nè. Cầu chim bằng cái luôn, ok luôn nè. Nè, cầu nè. Ai ai mà bị nhỏ quá nè. Cầu chim. Ê, rớt, rớt. Cầu chim. Cầu chim, cầu chim. Thôi. Lấy mình nón lá đi. Cầu chim bằng cái nón lá. Nè, cầu chim bằng cái nón lá. Đó, cầu chim bằng cái nón lá. Trời ơi, dễ thương. Dạ, em cảm ơn mấy chị rất là nhiều với chị nha. Ngày hôm nay em like, em lấy ngày thôi vậy. Em lấy ngày, em khai trương thôi. Em cảm ơn. Có kem không anh? Ờ, có nha. Trời đồ vậy, em cảm ơn mọi người rất nhiều. Ờ, cầu chim đó. Cầu chim như Khả Như, lấy hình Khả Như. Có luôn. Có hình Khả Như luôn. Đây. Cầu, cầu chim như nón lá. Cầu chim như nón lá. Dễ thương. Trời đất ơi, ở đâu ra chương trình mà cầu được vui vẻ, năm mới vui vẻ, cảm ơn quý vị. Thì ngày hôm nay vừa khai trương ngày lấy ngày tắm trắng, thì ta nói livestream ủng hộ giùm cho em. Ngày hôm nay ai mua cũng không biết bán làm sao. Năm nay cái gì có chút sức tăng thần không? Không ai mời em nha. Chị Ngô Em Chi, chồng Em Chi quan trời nè. Năm mới phát tài anh Khoa Nguyễn, rồi anh Khoa Nguyễn ông này ông thân em. Em cầu cho anh nha. Cầu cho anh nè. Cầu, em sẽ cầu cho anh Khoa, bạn thân của em. Cầu, cầu bóng, bóng nè, bóng nè. Quanh, quanh. Quanh đâu? Chị có chị Viu Anh không? Đây, cầu bóng, quanh, số 5. Cầu bóng quanh năm. Cầu anh chúc em Khoa, anh Khoa là cầu bóng quanh năm nha anh nha. Trời ơi, dễ thương à. Dễ thương, ai ai cần em cầu cho nè. Tam Beo vô mê tôi hay sao vậy? Chị Đài Trang, chị khỏe em Đài Trang. Trời đất ơi, thương chị nha, dạ mọi người. Anh Hồ Việt Trung nè, em chào. Trường Văn Nguyễn, em chào mọi người. Xe chim sơn, dễ thương nó mới phát tài, giờ nó mới phát tài những gì nha. Rồi, ủng hộ giùm cho em những gì nha. Đánh bài đi hả, tôi đang live stream đánh bài gì trời. Rồi, Phúc Châu, Phúc Châu, cảm ơn mọi người. Thì ngày hôm nay là tấm trắng nha gì nha. Ai cần tấm trắng thì liên hệ Mạnh Linh Bùi. Mạnh Linh Bùi ơi, anh bóc giùm cho anh Lâm nè. Hào Lê, chào Hào Lê, Lê Cường, chào Lê Cường. Cầu cho anh đi em, ok, Hồ Việt Trung nè, Hồ Việt Trung. Anh Hồ Việt Trung là mình phải cầu. Ok, cái trứng ở đâu đây? Đúng rồi, cầu trứng nè. Nè, cầu anh Hồ Việt Trung nha. Anh Hồ Việt Trung là người anh đó, là thân của em. Thì em đã cầu trứng. Cầu trứng như. Như. Cầu trứng như. Lấy cái đèn pin cho mang đi. Rồi, cầu trứng như. Cái đèn pin. Nè, cầu trứng như cái đèn pin nó. Trời đất ơi, nha anh Hồ Việt Trung nha. Anh là âm thân với tôi, là ông tôi mới cầu cho ông, chứ ai mà đánh tôi cầu, đúng không? Rồi bây giờ mọi người xe chim sơ giùm cho em cái gì, ủng hộ giùm cho em nha. Năm mới mọi người vui vẻ nha. Mùng một rồi phát tài phát lộc nha. Cầu trai quốc xối xả hả? Ok, xả rồi đâu Quỳnh? Bài bà nội với mày xả rồi đâu? Không biết nữa, bà xả không ai xem nè. Cầu xài xả ra hả? Có ai biết cái câu cầu là dễ thương không vậy? Cười xỉu với anh luôn hả? Trời đất ơi, đó cầu trắng quanh năm gì, ai mà đen quá thì cầu trắng quanh năm giùm cho em, ủng hộ giùm cho em. Ngày hôm nay em like lấy ngày những gì nha, nay lấy ngày. Cầu Lâm đẹp trai miết hả? Ok chị. Cầu nè. Cầu, cầu bơm, cầu hành, cầu hành, cầu quất, cầu quất nè. Cầu quất, cầu quất, cầu quất đủ. Thôi cầu quất ít đi. Cầu quất ít, cầu quất ít thôi. Quất nhiều mệt, cầu quất ít. Hôm nay tôi càng không có bán, ngày hôm nay không bán. Ngày hôm nay em like lấy ngày thôi dì ơi. Ai mua hàng thì liên hệ Mạnh Linh giùm cho em gì nha. Cầu cho em đi, Mạnh Linh Bùi ơi, vô comment em, Lâm comment em ơi. Cầu cho em có bồ đi. Gấu, xuống lấy Mạnh gấu nè em. Xuống rồi sao lấy gấu giùm anh. Thôi nhà em cái gì cũng có vậy. Đạt què chạy sắp mặt luôn. Rồi, cầu cho con nhỏ gì nè. Rồi ok, cầu cho con bé. Cầu cho Vinh Nguyễn nè.
lẹ lẹ lấy gấu giùm anh, gấu màu tím em ơi. Dạ em cầu hết cho gì, trời ơi nay mùng 1 mà em cầu banh rạp như gì nha. Dễ thương quá trời của đất rồi mấy má ơi. Mà Linh Bùi ơi comment em ghim lại nha. Mà Linh ơi comment giùm Lâm ghim lại những gì nha. Cầu cho chị đi trai nè, ok chị lấy em cầu cho chị. Ê, chị Phương Thùy Neo dạ em cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người sẽ chim sơ giùm cho em mọi người nha. Rồi có con gấu luôn nè. Cầu gấu nè, cầu gấu nè, quất, cầu gấu quất tép chim rồi 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 đó, cầu gấu quất tép chim rồi. Cho mày dừa, cho mày dừa à, cầu gấu quất tép chim nha nha nha, trời đất ơi này, cầu quất ít ra à, dừa quất ít mà anh, ủa gì hả, cầu con chim dài chứ mất, ok luôn, cầu con chim thôi, cầu con chim nè, cầu cầu chim như cái ghế. Cầu chim như cái ghế nha. Hoàng Oanh, ok Hoàng Oanh. Hoàng Oanh là phải cầu cho đàng hoàng, nhỏ này dễ thương nè. Cầu à, đây cầu đó con, đây. Nè, cầu, cầu đâu cầu. Cầu, cầm cầm cầu, không cầu, cầu. Nè cầu, cầu. Dao, dao nha. Jenny Sang, anh Phú Quý, trời ơi, trời ơi, trời ơi, banh rạp nha, ai được em cậu này vui nha. Cầu giàu sang Phú Quý, cầu giàu sang Phú Quý, trời ơi, ba người này hợp lại là giàu sang Phú Quý nha gì nha, cảm ơn anh. Cầu cho năm sau em lên 180kg hả, cầu, cầu, ok luôn, cầu như đâu, như đâu, như đâu, như, cầu, như, cầu như heo, cầu như heo nha, cầu như heo, là chúc mừng luôn, thích cái kiểu cười thỏa mãn đó hả, à, cầu vừa đủ giàu ha, ok nhung ngờ nè, cầu nè, cầu nè, vừa nè, đủ 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 đâu em ơi, đủ mấy ông giàu đâu, mấy ông giàu đâu, mấy ông giàu đâu, đây cầu vừa đủ giàu, trời đất ơi cầu vừa đủ giàu, dễ thương quá trời dễ thương, xe chim ủng hộ dùm cho em đi rồi em cầu cho nha, hay quá trời hả, cầu gấu quất tét chim em Trang. Mày má nghe chim mày má phải lắm. À, chị Đỗ Cát Phượng, trời ơi chị Đỗ Phượng cầu cho chị thôi, phải cầu cho chị Cát Phượng của em thôi, cầu cho chị Cát Phượng là à, cầu bơm vú không được, không được, không được, không được thôi, cầu cho chị Cát Phượng là à, giàu sang đi, giàu 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 nè, giàu phú quý nè, giàu sang phú quý, kênh sang đâu, kênh sang đâu, đây cầu chị Cát Phượng giàu sang phú quý, à, gấu gấu à, gấu gì, gấu xài đi, gấu xài, gấu xài vừa đủ, gấu xài vừa đủ, vừa đủ, vừa đủ, đây em đã gấu xài vừa đủ nha chị nha, đó tình yêu tớ là giàu sang phú quý, chị yêu của em. Cầu bình an hả, cầu bình an là em mua cái cầu, em lấy cái cầu, em lấy hình của Quý Bình với lấy hình của anh bé An trong đất phương Nam đó, cầu bình an chặn sống xa quê mà anh đi nè, này không chửi nha, đem chặn bớt những gì nha, ờ à, đó đó chặn nè đó, ờ à. Cầu cho hay gì chính giác. Thôi chị ơi chị vô em làm áp lực của chị Phượng. Trời ơi bùng hồn mà chị làm em áp lực quá chị Phượng nha. Cầu tiền nhiều đi phẫu thuật thẩm mỹ hả. Cầu đây ok. Cầu, cầu phẫu thuật thẩm mỹ là chụp cái màn hình của em thôi, chụp mặt của em hoặc là chụp mặt của chị Lê Giang, một cây kem nha. Mà Lê Giang lên là cầu phẫu thuật thẩm mỹ là được rồi. Ok vậy. Hồ Mai Thi em cảm ơn mọi người. Ha ha chị Đài Trang. Ê, thôi bây giờ bán tấm trắng như vậy nha. Ngày hôm nay là em like dòng sản phẩm tấm trắng được mang tên là AIS Skin. Thì dòng này em like rất là nhiều rồi. Và ngày hôm nay thì coi như là mùng 1, lấy ngày thôi, lấy ngày để khai trương rần 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 thôi. Thì bây giờ nếu như mọi người mua thì liên hệ cho Mạnh Linh Bùi dùm cho em như vậy nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nhanh to lẹ chân cho mọi người nha. Rồi lóc con Vinber dùm anh đi nè. Quá trời nè em ơi. Cảm ơn mọi người. Vĩnh Hải, ha ha, duyên dáng hả, cảm ơn chị. Cầu bớt khẩu nghiệp hả, cầu, cầu, bớt, bớt khẩu nghiệp, không la em ơi, khó, khó, khó. Cầu vú vừa đủ xài có luôn, nè, vú nè, vú, cầu, vú, cầu, vú, cầu đâu em ơi, cầu đâu, cầu, vú, bơm, cầu vú bơm, cầu vú bơm như đâu, như đâu, như, cầu vú bơm như, trái nho. Cầu vú bơm như trái nho, dạng dạng vậy. Cầu cho chị, cầu cho chị bán hàng, chị em nào mà bán hàng á mà sợ bơm hàng là em cầu cho. Cầu, cầu bơm hàng. Không lẽ giờ mua cái hòm không được chị. Hàng, hàng là hòm. Cái hàng hả? Là cầu, cầu bơm hàng, không phải cầu, không, không.
cầu không bơm hàng, dạng dạng vậy. À, cầu cho đẹp ha, đẹp thì em phải thẩm mẫu thực tâm mỹ dùm cho anh đi. Cầu cho Lâm giàu sang, cảm ơn chị, trời đất ơi, giàu gì chị ơi. À, mấy chị ủng hộ dùm cho em những gì nha. Chào cho anh Dương, mau có vợ hay vợ em nè. Dạ rồi, những chị nào muốn tắm trắng là đặt hàng inbox trên bùm mình lên dùm em đi cả nhà ơi. Bây giờ bán hàng cho cái gì nha. Không có bán hàng gì á. Chút xíu vô là trên cầu hút vừa đốt phê, cà phê đâu? Không có cà phê luôn. Cái hộp thì để trên kia. Để trên đâu? Cái hộp cà phê. Cầu cho năm mới khỏi táo bón hả? Ờ, cũng bớt ăn nóng rồi đi, không có táo bón con nha. Cộng trai cảm ơn vậy. Cầu cho mình đi hả? Ok, thì coi bói đồ này nọ nha. Trong khi mà em livestream em coi bói đồ này nọ, ủng hộ dùm cho em như gì nha. Thì ngày hôm nay em live dòng sản phẩm Asia Skin. Thì cái dòng này em live rất là nhiều rồi. Thì ngày hôm nay là mùng 1, bắt đầu khai trương như gì nha. Khai trương livestream đồ này nọ, mọi người ủng hộ dùm cho em. Xe chim sơ hữu phúc và em chào anh. Và em chúc tất cả mọi người trong livestream của em một năm thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc, cũng như là nhiều tiếng cười để ấp những cái niềm vui và hạnh phúc như gì nha. Trời ơi, chị Đài Trang đừng mua nữa chị ơi, chị mua hoài luôn. Bơm vú vừa đủ xài hả, bơm vú sung và hữu qua nè. Bơm cầu khổ qua đi, cầu cho khổ qua chị Đài Trang của em nha. Mà khổ nhiều quá rồi, cầu khổ qua cho chị nha. Em chúc chị bao nhiêu cái khổ nó qua hết. Khổ nó không có dai dứt nữa nha chị nha. Trời đất ơi, cảm ơn chị. Đúng rồi, khỏi cần thẩm mỹ là đẹp, cần cầu có tiền rồi. Cầu đó, tiền, sắp tiền nữa Quỳnh ơi. Đây, cầu có tiền, cầu có tiền. Vậy thôi, được rồi chị ơi. À, lấy chữ Trung Nguyên thay cà phê đi ha, xàm nha em nha. Phát tài chưa phát tài luôn em ơi. Cầu cho em giàu sang mãi, em cảm ơn chị. Thánh xui dập bột, à, em bị xui lắm gì ơi. Cầu cho bà dạ giùm em đi hả, cầu dạ, ok bà dạ đúng không. Cầu bà dạ hả. Cầu 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 quốc ha, không, dạ không thích quốc đâu. Cầu cam không được, cầu cam chịu, đúng rồi, cam chịu không được. Cầu hành đây, bị đâu, cái bịch đâu, cái bịch gì mà anh, bịch kia phê tới kìa. Cầu bị hành đó, cầu nè bị nè, hành nè, cầu bị hành phê cà phê nha. Cầu bị hành phê mà bị dạ phái nhau gì nha, bị dạ nha. Anh Lâm Viên quá hả, cầu cho em thiệt giàu đi. Ok Ngọc Hiền ơi, em là tao nói cái tặng nguyên má Ngọc giàu cho em luôn nha. Cầu nè, cầu đây, cầu chị Trinh Trinh nè, cầu ít Trinh là dân dạng vậy. Cầu ít Trinh ơi cầu bơm Trinh không được, cầu vú không được, cầu à, cầu hành trinh ha, cầu okay. Không được, kỳ lắm. Phan ơi, đưa lại số điện thoại giùm em luôn nha. Dạ, anh chị em nào mua để số điện thoại giùm cho em nha chị nha. Cảm ơn quý vị. Cầu tiền vừa đủ dư, cảm ơn quý vị. Cầu trai quốc vừa đủ phê ha ha. Phê không? Mấy đứa ơi, Tết chứ nào bớt phê giùm chú Lâm nha con nha. Cầu gì bất thị phi ha, đúng rồi, thị phi năm nay em nhiều quá em ơi. Năm sau dán là không được thị phi nữa nha em nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều, Vivian. À, Tết miễn livestream hay like chú vị, trời ơi, nghề cưng của em hả vậy. Mùng 1 hết tiền là đã like rồi. Mùng 1 hết tiền à mà đã like rồi. À, đúng rồi anh, em hết tiền anh ơi, em khổ lắm. Cầu dạ đẹp hơn anh Lâm, sao cầu được. Trời ơi, chị dạ sẽ đẹp hơn anh được em. À, cầu cho chị có chồng, trời sao chị có chồng được em. Sang Ly, chào Sang Ly nè. Chừng nào nhờ vô Sài Gòn nha em. Cầu vú bằng cái dưa hấu, ok em. Cầu nè, cầu vú đâu rồi, cái vú đâu anh. Cầu vú dưa hấu có không? Thôi khỏi đi. Cầu vú như nóng lá, cầu vú như lá, trời ơi, một cái giờ là chết rồi quý vị. Đi không nổi luôn mấy má, đi cắm đầu không nhau gì nha. Cầu chú vừa sung hả? À, cầu lấy đắt em, cảm ơn. Ố là la, Nguyễn Nhà Hoàng là ai vậy? Trời, Nguyễn Nhà Hoàng là ai có tích xanh vậy em? Ok, xã cầu chú vừa đủ sung, chú Lâm vừa mới vui vẻ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Thôi bây giờ em sẽ livestream tắm trắng như gì nha. Anh chị em cần tắm trắng thì liên hệ với em trong tại livestream này. Cầu sức khỏe, bình an và hạnh phúc, cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì ngày hôm nay em like lấy ngày nha. Còn ai muốn mua hàng thì liên hệ Bùi Mạnh Linh giùm cho em. Đúng rồi, Mạnh Linh ơi, rồi bây giờ ship sao Mạnh Linh, nếu mọi người mua thì ship sao như đây Mạnh Linh ơi. Cầu cho anh Trấn Thành đi hả, Trấn Thành thộp, ông Trấn Thành ông giàu quá rồi gì ơi, ông giàu, ông duyên dáng quá rồi. Năm kiếp trước là cho ông tu nhiều lắm luôn, kiếp này ông nhận được nhiều quá rồi. Quỳnh vô nói với anh cái đi thay đồ kìa. Bữa hôm ở đâu? Quỳnh nói đi, vô nói đi. Dạ, cả nhà ơi, bây giờ những chuyện nào mà quan tâm thì nó xảy ra hôm nay. Đó là số điện thoại em vậy qua một chị đưa cái hộp ở đâu? Cái hộp có ba nắp đâu? Hộp gì? Cái hộp để rơi á.
Dạ, đây là sản phẩm tắm trắng nha mấy chị nha, 490 ngàn một chai thôi. Ngày nay là mùng 1 Tết cho nên chị nào cũng có tiền lì xì hết rồi, cho nên cả nhà mình mua ủng hộ nha cả nhà. Dạ, 490 ngàn một chai, đây là sản phẩm tắm trắng nha cả nhà ơi. Một chai là mình sử dụng được 2 tháng nha mấy chị ơi. Dạ, cả nhà mình đặt hàng inbox trực tiếp nha anh Bùi Mạnh Linh giùm em đã ghi bên dưới cho mấy chị ơi nha. Dạ, ngày hôm nay là cả nhà mình ai cũng có tiền lì xì Tết hết rồi, cho nên là sản phẩm này là sản phẩm từ Hàn Quốc 100% nha mấy chị nha. Rất là hiệu quả luôn cả nhà ơi. Rồi bây giờ em sẽ like và em sẽ coi bói đồ này nọ cho quý vị nha, em coi bói bài, bói ư đồ này nọ nha. Đoàn Trung Tài chào em, cầu cho em mãi hạnh phúc đi anh. Ok, Tạ Thiên Nhi, anh chúc em năm lúc nào cũng hạnh phúc trơn trọi nha. Chỉ cần sống tốt, tao nói một người chồng xuất hiện, tao nói là yêu thương em nhất trên đời này. Cầu được nổi tiếng như anh Lâm hả? Trời thơ nổi tiếng như anh Lâm trời phải nhịp bị chữ bị làm nhiều lắm em ơi, khổ lắm em ơi, chứ không phải đơn giản đâu. Bây giờ xích đi, bây giờ em sẽ xích cho quý vị coi, bây giờ xích cho body của em như vậy nha. Vú hôm bữa vú bữa có bị không anh? Bán đê hả, cảm ơn vậy. Giờ Lâm xin quá trời hả, cảm ơn mọi người rất nhiều. Ngày hôm nay Lâm bán sản phẩm tắm trắng Air Skin như vậy nha. Thì ngày hôm nay Mạnh Linh ơi, nếu như người ta mua Mạnh Linh thì mua làm sao đây? Chắc không nhớ xíu chứ mà chị nào, những chị nào ở trung tâm thành phố thì em sẽ ship liền nha. Còn những chị nào ở tỉnh thì chắc cũng phải đợi qua mùng đi rồi là công ty làm lại rồi mới làm mới ấy được. Hồi Nguyễn Gia Hoàng là trung tâm Hoa Kỳ cấp hả? Trời hay vậy em, trời hay mày. Trời ơi, tức xanh là nghệ sĩ mới có, em là có, em là thứ dữ rồi nha em nha. Trời ơi, chúc mừng em luôn. Trời ơi, nhiều người điện cho anh mua lắm em. Mà không, đâu bán được đâu gì, tức xanh đâu bán được. Ai điện tôi giờ này vậy trời, nó mua gì được Phật à. Alo. Ai vậy? À, trời, chú cậu đang live stream con ơi. Ok, vậy kem có dính áo không? Kem có dính áo không hả? Kem phải dính áo thì em, cái này không phải là kem nè, mang tên là tấm trắng. Tấm trắng này kinh như vậy nha, cảm ơn vậy. Mùng năm bắt đầu xích tỉnh, ok, mùng năm anh em bắt đầu xích tỉnh hả? Ok, vậy mùng năm là bên đây ship cho chị nha, mua đi. Anh chị em nào chuẩn bị khoe vú hả? Cảm ơn mọi người. Và anh em hạn chế khoe vú như chị nha, em không khoe đâu. Em chỉ đứng làm vậy thôi, em cho mọi người coi được chất như nó như thế nào thôi. Anh chị em nào mua để số điện thoại giùm cho em nhanh tay lại chân. Và em chúc anh nhiều thành công hả? Cảm ơn vậy. Mọi người ơi, ủng hộ giùm cho em. Lóc Nguyễn Thăng giùm anh đi. Hết rồi Mạnh Linh ơi. Năm mới Mạnh Linh ship cho anh 8 thùng mới được không Mạnh Linh ơi? Có bán kem không vậy? Và đây là cái sản phẩm mà Bùi Mạnh Linh bán như vậy nha. Thì anh chị em nào mua cứ để số điện thoại giùm cho bên em, giùm bên em Zalo chú vậy. Trời ơi, Hana Phan nè. Năm mới vui vẻ nè. Bánh trưng xanh bịch à. Tích xanh mua là vi phạm luật Facebook hả? Trời ơi, hay vậy trời ơi. Mày là cái nghề gì mà mày có tích xanh hay vậy gái ơi? Mừng mấy giao hàng hả? Mừng mấy vậy Mạnh Linh ơi? Mùng 5 rồi, khoảng mùng 7 có hàng. Trời ơi, em nói vậy nha quý vị nha. Trời ơi, mấy nay hả? Mập quá quý vị. Mấy nay ăn chay nè, mùng 1 ăn chay, có kem cho anh. Dạ có nha quý vị nha. Trời đất ơi, báo cáo để chia sẻ ha. Cảm ơn Bình Đã Quý, Bình Đã Bi Quý. Mùng 2, 3 mày qua nhà anh chơi nha, anh lì xì cho mày nha. Cảm ơn em. Mua đi mọi người ủng hộ giùm cho em. Nhanh tay lẹ chân như vậy nha. Bây giờ mọi người xích lên giùm cho em đây. Thì cái chai tấm trắng nó dung dịch màu đen thế này. Bây giờ mọi người mua ủng hộ giùm cho em chị Trâm Trứng nè. Em chúc chị năm mới thiệt là vui vẻ, nhiều niềm vui và hạnh phúc cuộc sống nha chị nha. Và chị ơi, nhớ cái xô gì này nọ, nhớ kêu em và nhớ alo giùm cho em nha chị yêu ơi. Mùng 5 giao hàng cho mọi người ơi. Mùng 5 giao hàng cho mọi người. Anh chị em nào mua để số điện thoại giùm cho em. Ship tỉnh bao nhiêu ngày có? Ship tỉnh là 1-2 ngày có như vậy nha. Mùng 5 thì đây sẽ ship, thì giờ anh chị em nào mua hàng thì liên hệ Bùi Mạnh Linh giùm cho em như vậy nha. Cực kỳ ok và cực kỳ đáng yêu luôn. Nhanh tay lại chi đi mọi người ơi. Em không có tiền hả? Không có tiền mình chơi đánh bài đi em ơi. Rồi bây giờ bói bài nè, lấy bài cho bói đi em ơi. 490.000 một chai em mấy chị ơi. Đây là sản phẩm tắm trắng nha cả nhà. Ok rồi, cái thằng bé có tích xanh anh thấy em rồi nha cưng nha. Cái miệng duyên ghê hả, miệng duyên ủng hộ, chúc anh ngày càng nổi tiếng hả. Trời ơi, cảm ơn anh sẽ phấn đấu từng ngày em nha. Đây bộ bài của tao mất đi rồi. Dạ cả nhà, đây là sản phẩm từ Hàn Quốc 100% và từ thiên nhiên, cho nên cả nhà mình sử dụng rất là an toàn nha mấy chị nha. Tại vì đây là sản phẩm có giấy thông chứng nhận hết rồi nha cả nhà ơi. Nguyễn Gia Hoàng hả? Ok, Nguyễn Gia Hoàng đó, anh sẽ lên sạp tên em nha em nha. Cảm ơn em rồi, chúc em thành công trong nghệ thuật nha em nha. Cầu cho em tốt nghiệp đi anh, cầu qua môn. Rồi, em nè, em mua trái mãng cầu, em mua trái mãng cầu dùm và trái khổ qua và một củ môn dùm cho anh nha em nha. Và mùng 3, em đứng giữa đất trời dùm cho em, anh cầu là cầu qua môn, là một trái khổ qua và một trái mãng cầu và một củ môn. Là lập tức là em sẽ được qua môn nha em nha, cảm ơn vậy. Em có dùng đòi tốt lắm hả, cảm ơn vậy. Trời đất ơi, dạ nay anh không có chủ yếu có buôn bán gì trơn trọi. Thì bây giờ mọi người mua thì liên hệ Mạnh Linh thần tượng, cảm ơn vậy. Thuốc giảm cân chưa like, thuốc giảm cân gì ơi. Thì ngày hôm nay mùng 1 em like tấm trắng, mùng 2 lên trắng hả? Ngày mai sẽ like thêm loại tấm trắng bình dân hơn loại này nha chị nha. Loại này là loại cao cấp, là một dòng sản phẩm chuyên về cái dòng tấm trắng cao cấp, được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc, nguyên liệu được Hàn Quốc hết nhau chị nha. Bôi hết mạng cái chai, mất luôn cái chai quý vị ơi. Hải Trang chào Hải Trang nè.
Rồi nó mới phát tài, nhưng mà đã chia sẻ hả, cảm ơn mọi người rất nhiều. Xe chim sơ giùm cho em, ai muốn coi bói thì ta nói comment giùm cho em coi bói. Muốn cậu gì, muốn coi gì em coi cho. Ủng hộ giùm cho em. Hello hello, anh càng 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 đẹp hả, cảm ơn em. Trời ơi, một bộ như Lâm hả, cảm ơn Thúy Thúy. Hôm nay mua lì xì không ạ? Mạnh lên ơi, người ta hỏi có lì xì không kìa, Mạnh lên ơi. Dạ 490.000 một chai, cả nhà mình mua một bộ là 1.470.000 được tặng một chai đẩy tế bào chết thì cả nhà. Dạ đúng rồi, cảm ơn tặng tế bào chết đồ này nọ gì nha, cảm ơn tặng một tế bào chết, một bộ là 1.470.000. Bây giờ coi bói đây, bây giờ coi bói đây, nhanh tay lẹ chân, nhanh tay lẹ chân coi bói cho em đi. Rồi nhanh tay lẹ chân coi bói đâu chị, một bộ em ok, cảm ơn chị, hy vọng trong tương lai sẽ được tham gia nghệ thuật chung với các anh chị hả. Nói chung là cái nghề cũng khó khăn lắm em, gian nan cực khổ lắm. Thứ nhất là phải có chuyên môn, thứ hai là phải có tâm, thứ ba là phải có may mắn, chứ không phải đơn giản mà được em nha. Chờ lần này một vợ có con rồi, dạ cảm ơn vậy. Rồi tắm đi em, chờ nó khô xong rồi em cào cho quý vị coi. Bây giờ mọi người ủng hộ giùm cho em Hoàng Sumi nè, chào Hoàng Sumi, năm mới vui vẻ, béo lu béo lăng luôn nè, bé lu bé lăng rồi, béo lu béo lăng, béo lu béo lăng, béo lu béo lăng, bốn lá nha, béo lu béo lăng. Chuồng chuồng chết cha rồi, đó của chuồng quá nè em ơi, bày ra chuồng nhiều quá nè, năm nay em sẽ có thể là ở trong chuồng em nha, đó ở trong chuồng và ở chuồng em nha, và ở chuồng mùng ba sẽ ở chuồng, mùng ba sẽ ở chuồng em nha, gõ gàng bày ra gõ gàng, mùng ba sẽ ở chuồng nha, tắm sẽ ở chuồng nè, rõ ràng nè em nha. Ủng hộ giùm cho em gì nha, một chai này là 1.000.000, ý lộn, một chai là 490.000, một bộ gồm 4 chai, một chai sản phẩm tắm một lần và một chai sản phẩm tắm hàng ngày, một chai body ban đêm, một chai body ban ngày, giá của nó là 1.470.000 như vậy nha. Cảm ơn quý vị, anh Lâm hôm nay đã chinh phục ước mơ đời mình hả. Một bộ bao nhiêu, một bộ là 1.470.000 được chọi mà nè. Dạ, cả nhà ơi, một bộ là 1.470.000, cả nhà mình mua sẽ được free ship và tặng kèm thêm một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 nha. Dạ lì xì ngày hôm nay, ưu đãi ngày hôm nay cả nhà ơi. Năm 2019 em sẽ nổi lại như năm 2017. Thấy biết rồi. Ok, Tạ Thị Ngọc Yến coi tình duyên giùm em hả? Tạ Thị Ngọc nè, Tạ Thị Ngọc Yến muốn coi tình duyên. Tạ Thị Ngọc Yến muốn coi tình duyên. Nè mùng 2 em sẽ có tình duyên em nha. Mùng 2 em sẽ có tình duyên giùm cho anh luôn. Mùng 2 có tình duyên và mùng 7 em sẽ ở chuồng. Trời ơi quá trời dễ thương. Trời rất là mau luôn. Đây là cuộc tình sớm qua nha. Cuộc tình di bán Tony bao di bán dạng dạng vậy. Mùng 2 là ngày mai em sẽ có tình yêu, bởi vì sao? Trái tim đã hiện ra một cái trái rất là đỏ, rất là dễ thương luôn. Và mùng 7 sẽ ở chuồng luôn. Dễ thương, dễ thương. Đây. Và mùng 6, đó mùng 6 là mém mém nè, hao hao nè nè. Đó. Mùng 2 là có người yêu. Mùng 6 là bắt đầu sao xuyến nhẹ nhẹ, trái tim đỏ rực luôn. Đó. Mùng 7 thì ở chuồng luôn. Thấy ghê dễ sợ mọi người ơi. Dạ cả nhà mình ai đặt hàng để lại số điện thoại giùm em đi cả nhà. Đó, cảm ơn chị cho tập cho em bói cho em đi ha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Gớm quá chị Tiết Lê, em đốc chị ơi, trời ơi, đừng mùng 1 không có chữ lộn những gì nha, đừng chửi em những gì nha. Tạm biệt em, Nguyễn Vũ Chí Linh, cảm ơn em. Dạ cả nhà mình mua một bộ là 1.470.000, cả nhà mình có thể mua lẻ một chai để mình tắm thử cũng được nha mấy chị nha, 490.000 một chai nha cả nhà ơi. Rồi anh chị em là mua hàng cứ để số điện thoại giùm cho em, thì coi giùm em khi nào em vào nghệ thuật, cái này anh coi không được anh, cái này bà nội anh coi cũng được em. Vào nghệ thuật là bây giờ mình phải thi vô trường sân khấu giùm cho Lâm nha. Thứ nhất là mình phải biết là mình có năng khiếu hay không, thứ hai là mình coi có mình có may mắn hay không. Vô trong đó là bắt đầu thử sức mình, một năm hai năm thế không được thì ngừng, đừng có bu bám thiệt sự luôn. Nếu như mình cảm thấy mình không may mắn và cũng không có mà bén duyên của nghề này đó thì đừng có bu bám, khổ lắm ơi, tốn tiền cha mẹ mình, tội nghiệp mình. Bôi lên mặt được không anh? Bôi lên mặt được luôn em ơi, bây giờ mặt anh đang đẹp quá, mặt anh bây giờ da mặt đẹp quá, không mà bôi lên được em ơi. Mùng 1 bây giờ tắm mà ta nói tắm như một con điên, cái này là rất là đen quý vị nha. Bôi cho em quẻ đi. Ok Văn Nguyễn, em coi cái gì nè, Văn Nguyễn em muốn coi cái gì. Ai bà điên vậy hả? Mùng 1 quý vị đánh bài chưa, có ai lì xì cho gì chưa? Em muốn coi bói khi nào mới được làm nghệ thuật hả? Trời đất ơi em ơi, làm nghệ thuật khó lắm ơi, chứ phải đơn giản em ơi. Xem tình duyên nha. Ok xem tình duyên luôn, xem tình duyên. Con bé gì nè, bé gì xem tình duyên nè. Anna Nguyễn chết cha em ơi nè em ơi. Mùng 8 mùng 9 em đã bị mắc ách nha em nha. Nè hạn chế mùng 8 mùng 9, dù nhiều khi trên cái bài nó hiện rõ lên luôn. Mùng 8 mùng 9 em ăn quá nhiều, mùng 8 em ăn quá nhiều cá rô nha em nha. Mùng 9 thì em ăn rất là nhiều con chuồn chuồn đó, nên em sẽ bị mắc ách. Mùng 8 mùng 9 em sẽ bị mắc ách nha em nha, bị mắc ách
luôn em ơi. Cẩn thận, ăn ít giùm cho anh Lâm thôi. Ăn nhiều quá bắt ách em ơi. Dạ, cảm ơn mọi người. Nguyễn Như nè, cảm ơn. Nguyễn Tú Quyên cho em một bộ, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, cảm ơn quý vị. Nhanh tay lẹ chân như vậy nha. Bây giờ anh chị em nào mua hàng cứ để số điện thoại giùm cho em. Thì em Salo cũng như tư vấn cho chị, hoặc là em làm nhánh muốn làm đại lý. Mùa xuân đã về rồi. Qua cái tháng giêng đó, bây giờ là mọi người còn đang chơi, nhưng mà em thì em vẫn làm bình thường. Bởi vì em quen cái cơ chế làm việc cái này rồi. Thì bây giờ mọi người mà ngồi ở nhà đó mà muốn kinh doanh sản phẩm tắm trắng AE Skin này thì liên hệ với Bùi Mạnh Linh giùm cho em. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thôi chị Đại Trang ơi, đừng chửi chê, cài cài đi chơi. Trời ơi, đương nhiên là phải có rồi chị ơi. Đó, dạ. Đặt kéo cho một máy gần nhà mình chứ. Tắm trắng là chỉ cần sử dụng giùm em sữa tắm trắng một lần nha mấy chị nha. Một muốn cho mấy chị ơi, 490.000 chỉ cần sức lên khoảng 15 đến 20 phút sau đó bật xong rõ rồi cho mấy chị nha. Mà em nói gì, cái này nó rất là trắng như vậy nha, cực kỳ trắng và cực kỳ hiệu quả luôn. Vì thì cái Tết á là em đều sử dụng sản phẩm này. Anh chị em nào mua hàng cứ để số điện thoại hoặc comment lia lịa giùm cho bên em. Thì bên em Zalo cũng như tư vấn cho chị, nhanh tay lẹ chân như vậy nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người ơi, đây là một cái sản phẩm từ Hàn Quốc 100% là có giấy kiểm định và an toàn hết rồi, cho nên cả nhà mình sử dụng rất là an tâm nha chị nha. Ok, hãy chờ anh lấy số điện thoại của em rồi xem tình duyên em ơi. Thì bây giờ nếu mà ở Sài Gòn thì bên em sẽ ship Hồ Thị Linh, trời ơi Hồ Thị Linh nữa nè. Em muốn xem tình duyên, ok xem tình duyên thì anh sẽ xem tình duyên cho em. Mùa xuân sang ta chung nhau, bao ước muốn bao hy vọng, cùng rủ nhau mau bay về đến thăm môi trường xưa. Nguyễn bé gì đâu rồi, Nguyễn gì bên này. À, Nghĩa Văn Vương, đây trời đất ơi, ba ba, đây. Là đây bài hiện rõ ràng ba ba là em Tết này em sẽ đi ăn đi nhậu gì đó mà nhậu với món ba ba cho em nha. Và trong khi chơi với cái say của em, trong cái say đó em sẽ quen được một bà đầm, một bà mặt đầm giỏi giang mỏi vàng. Tình duyên của em là em sẽ quen một người phụ nữ lớn tuổi hơn em nha. Chúc mừng em luôn, vỗ tay em ơi. Dạ, cái gì mình đặt hàng anh bói cho em Bùi Mạnh Linh giùm em nha cả nhà ơi. Hiểu gì vậy? Ok, Kiều Anh Lâm Lốc bạn nè. Tết rồi, Lâm Lốc hết Lâm Lốc. Đây là sản phẩm cực kỳ trắng và cực kỳ hiệu quả cho mấy chị luôn nha. Ok, xin chị lấy lọc ha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Anh chị em mua hàng cứ để số điện thoại giùm cho em. Nghĩa Văn Trương mới coi cho em rồi. 5 khách chốt đơn, 5 bộ đồ tiên này sẽ tặng thêm một cặp điện thoại 100.000 nha cả nhà ơi. Ok vậy. Rồi bây giờ Bùi Mạnh Linh đã cho một cái tiết mục cực kỳ ok và cực kỳ hấp dẫn luôn. 5 khách chốt đơn một bộ đầu tiên trên live này sẽ được tặng một cạc 50.000 hay là sao? Bùi Mạnh Linh sẽ tặng gì một cạc 50.000. Nếu như gì đặt một bộ 1.470.000 gồm 4 sản phẩm, một chai tắm một lần, một chai tắm hàng ngày, một chai body ban đêm và một chai body ban ngày. Thì cái hộp nó cực kỳ đẹp thế này quý vị nha. Sản phẩm tắm trắng AE Skin thì chuyên dòng tắm trắng một hộp ban đêm và một hộp ban ngày. Thùy Linh ơi, anh chào em nè. Thùy Linh ơi, em khỏe không em ơi? Chừng nào bên em mới khai trương lại? Alo anh Lâm nè em ơi. Mày nói Táo Quân hả? Hôm qua quý vị có coi Táo Quân của em không vậy? Trời đất, hôm qua Táo Quân hay quá trời đất. Mà hôm qua em đi diễn ở Bình Dương. Em muốn coi Táo Quân của em được nhớ vậy nha. Cảm ơn quý vị Võng Nguyệt, cảm ơn 5 khách chốt đơn đầu tiên. Thì em sẽ tặng gì những cái quạt điện thoại chỉ giá 100.000 quý vị nha. Thì bây giờ mọi người nhanh to lẹ chân giùm cho em một bộ giá bao nhiêu. Một bộ gồm 4 sản phẩm thế này thì bên em bán với giá là 1.470.000. Thì bây giờ mọi người mua thì liên hệ với Mạnh Linh Bùi giùm cho em. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Cái nhà mình mua được free ship toàn quốc cho cả nhà. Free ship toàn quốc cho mọi người luôn. Cảm ơn chị Kim Liên Quyền, cảm ơn Nguyễn Khánh. Hôm qua ai có tóc quân của em comment thì có, hoặc là không giùm cho em vui nữa chị. Dạ. Trời đất ơi, cực kỳ trắng mấy chị ơi. Đây, đưa lên coi. Nói gì thấy không? Rất là trắng gì nha. Mấy bữa nay em đi diễn nhiều quá nên em không có tắm trắng. Gần Tết mùng 1 em chưa tắm trắng thì ngày hôm nay em sẽ khào để cho quý vị coi, để cho quý vị thấy cái độ sắc bén của nó. Ngon ăn gì miệng anh Đình Toàn. Em chào anh Đình Toàn. Mừng năm mới em chúc anh được bình yên trong cuộc đời, được nhiều ấm êm như anh đã từng mơ. Cầu cho anh được yên vui, sống yên vui bên gia đình, đường đời của anh hạnh phúc luôn vững bền. Anh Đình Toàn ơi, ly xì cho em 5 triệu. Anh ơi, chuyển khoản cho em đi. Anh Đình Toàn, năm nào em cũng hát em chúc anh trơn tròn, mà có cái nào anh chuyển khoản anh lì xì cho em đâu. Ok, riêng bi hoàng thịnh, cảm ơn em. Hello chú Lâm, hello mọi người. Thì anh chị em nào muốn tắm trắng đồ này nọ thì nhanh tay lại trên liên hệ cho Mạnh Linh Bùi giùm cho em, cảm ơn. Anh chị có duyên hả? Có nè, bà Bảo nè. Mọi người lấy xì inbox, đúng rồi, cảm ơn. Cảm ơn quý vị. Chị Đài Trang, kệ đi chị ơi. Có gửi sang hàng không anh ơi? Cái này em không biết nữa. Bùi Mạnh Linh có gửi không? Không gửi sang hàng gì ơi, sản phẩm từ bên Hàn Quốc nó có đó. Thì bây giờ chị lục lọi bên Hàn Quốc giùm cho em nha chị nha. Táo Quân có trên YouTube không ạ? Em không biết có chưa. Triệu Long, em không có đó là tiếng hai. Cảm ơn không hả? Sao không coi? Bây giờ gọi anh YouTube giùm cho Lâm đi. Hứa Nguyễn Đăng, cảm ơn Hứa Nguyễn Đăng nè. Phải thiệt hả? Phải thiệt lóc nè. Trời ơi. Phải thiệt không? Phải thiệt.
cái miệng vừa thôi anh hả, trời ơi tao muốn bán miệng phải vậy cái gì ơi, trời ơi chét gì lên người vậy, ngày hôm nay chiếc tấm trắng chét xả xui như gì nha, anh chị em nào mà xui quá thì nhớ chét tấm trắng giùm cho em. Đây cái gì coi, bây giờ mọi người ơi, mọi người tránh giùm cho em đó, mọi người gạt cái bình luận qua bên, mọi người coi nè, em kỳ ra một cái nó cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng cái gì nha, trời ơi xài cái là mê liền, da em vừa trắng lại vừa tròn cái gì nha, rất ok luôn, nhìn miệng ông điền ghê hả. Quý vị ủng hộ giùm cho em nha. Xuân Tiến chào Xuân Tiến nè, chào anh Lâm, chào Nhật Hào, em cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn mọi người một năm qua đã ủng hộ em rất là nhiều gì nha. Trên con đường Nguyễn Tiến Truyền, Nguyễn Tiến Quyền, ok Nguyễn Tiến Quyền nè, Nguyễn Tiến Quyền nè, coi gì em, Nguyễn Tiến Quyền, Nguyễn Tiến Quyền, Nguyễn Tiến Quyền. Rồi cả những mình ai mà đặt hàng nó để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. Bên đây là có hai dòng game body ban đêm và game body ban ngày nha. Nguyễn Tiến Quyền 8910 nó hiện luôn cái điều đó, tiến lên, năm nay em sẽ tiến lên, em sẽ tiến lên, ta tiến về Sài Gòn, ta quét sạch sạch thụ nhận dạng vậy em ơi. 8910 cuộc sống năm 2019 của em là cái năm mà năm con heo, năm con heo thì may mắn sẽ mang theo em và lập tới cái con đường công danh và sự nghiệp của em, sẽ tiến lên, tiến lên, tiến lên, tiến lên, quỳnh thì đó dạng dạng vậy, tiến lên trên mọi miền quê hương tổ quốc nhau vậy nha. Cảm ơn vậy Hoàng Ngầu số thoại, xem tình duyên ủng hộ giùm cho em. Ê, đúng rồi, ai mà năm mới mà muốn kinh doanh sản phẩm này liên hệ mà Linh Bùi giùm cho em, hoặc là ai muốn mua một bộ thì lập tức được tặng một quạt 50.000 cái gì nha. Cảm ơn vậy. Dạ một chai là 490.000, kem body cũng là 490.000 luôn nha cả nhà ơi. Dạ cái đây là sản phẩm không những hệ tắm trắng mình có thể trị mụn lưng được luôn nha cái gì nha. Dạ đúng rồi, ví dụ lưng ai mà mụn nhiều quá thì mọi người sức giùm cho em gì nha, mình xài cái lưng của mình, ví dụ lưng mà mụn quá thì mình xoa lên cái lưng của mình thì lập tức người ta thấm thẩm thấu vào làn da chúng ta. À, coi một quẻ đi, cảm ơn con. Táo Quân hay quá hả, cảm ơn chị rất nhiều nha. Xem là chị giúp anh Thanh Tuấn ơi cũng ủng hộ giùm cho anh Lâm nha em nha. Dạ cả nhà mình đặt hàng anh bó trực tiếp cho em Bùi Mạnh Linh giùm em nha cả nhà ơi. 490.000 một sản phẩm, đây là một cái sản phẩm từ Hàn Quốc cực kỳ hiệu quả và an toàn nha quý chị nha. Coi cho em quả đi, anh chị em nào mua hàng thì bây giờ nhanh toilet chân, nhanh toilet chân giùm cho em. Happy New Year, cảm ơn mọi người rất nhiều. Happy Birthday New Year, Happy Birthday New Year, Happy Birthday New Year, Happy Birthday New Year. Dạ 490.000 một chai, đặc biệt là cái dòng kem body bên đây là mình hút vô là thẩm thấu với làn da chứ không hề bị bít rít khi gặp nước là không bị trôi giống chị nha. Không bị trôi. Rất là thích luôn. Ok coi cho em, ok anh Thư, coi cho anh Thư nè, coi cho con bé anh Thư nè. Đạt lên bàn thờ lấy cái bộ bài mới, đạt bài nó bị rít quá. Dạ 490.000 một chai đi cả nhà, tắm nhanh 490.000 một chai luôn. Dạ cái mình mua một bộ là 1.470.000 sẽ được phí ship toàn quốc và được tặng kèm theo 50.000 tiền kèm điện thoại cho mấy chị nha. Đúng rồi, anh xăm gì vậy ha, trời đất ơi anh xăm nát mình nó luôn nè, ngay bàn thờ cái góc này Đạt ơi. Ai lấy? Thôi anh kia đưa lại. Ủa đi có thể đây mà. Chị lấy bộ đi. Dạ đúng rồi, kem body là 490.000 luôn mấy chị ơi, ban đêm ban ngày đều đồng giá là 490.000 hết nha mấy chị nha. Mua sẽ được free ship toàn quốc nha cả nhà ơi. Táo Quân ra chưa là chiếu hôm qua rồi đây em, Táo Quân chiếu hôm qua rồi đó, bây giờ coi cho em nha. Ok vậy bây giờ mọi người comment giùm cho em, ai muốn coi bói coi tình duyên coi cuộc đời của mình thì nhanh tay lẹ chân xe chim sơ giùm cho em, thì em chỉ là thần đồng live stream cũng như là thần đồng coi bói, sẽ ta nói coi cho chị coi cuộc đời của chị sung sướng hạnh phúc bao lâu, cũng như là coi cho chị tài năng cuộc đời của mình, ta nói vận mệnh đất nước quê hương tròn xoay. Nguyễn Phước Lộc chào Phước Lộc rồi, coi bói ai cần coi bói nhanh tay lẹ chân xe chim cho em đây thì coi nè, khi mình tắm xong thì mình cừ coi Táo Quân cừ nhất là giỏi tất phát nghe, nó như mắc cừ hen. Chị lấy sĩ ok cho Hằng Dương, nếu như chị muốn lấy sĩ thì chị liên hệ Bùi Mạnh Linh giùm cho em. Cảm ơn mọi người, coi cho em quẻ đi, hứa Nguyễn Đăng là anh coi cho em rồi mà, coi cho em với Thanh Thúy Nguyễn, ok Thanh Thúy Nguyễn, Thanh Thúy Nguyễn, cái con bé này bé heo bé hời nè, Thanh Thúy Nguyễn. Dạ đây là sản phẩm từ Hàn Quốc nha mấy chị nha, tắm trắng hàng ngày và tắm trắng một bước là trang body đều đồng giá là 490.000. Chết rồi em ơi, đây bài ra hai lá là 7 em nha, 7 có nghĩa là ba chìm, 7 nổi, có nghĩa là sao, 7 là xanh nổi, em xanh nổi, nếu như em làm trong cái việc nghệ thuật thì mùng 2 em sẽ gặp cái sự mà nổi tiếng em nha, hoặc là tháng 2 em sẽ nổi lên đây, 7 mà 7 hai lần luôn, có nghĩa là em nổi hai lần, em nổi hai lần mà lập tức em sẽ chìm nhiễm. Mùng 7 hả? Ai mùng 2 hả? Nè mùng 2 hoặc là tháng 2 thì con hiện con 2 lên, có nghĩa là anh không biết là ngày mai hay là tháng 2, em hiểu không? Em hiểu không? Là nó sẽ hai cái bảy và ba chìm bảy nổi, hoặc là bảy nó nổi lên và phải nổi một lần, nổi hai lần, hú hồn chưa, hú hồn chưa. Nguyễn Tiến Quyền công nhân tình duyên, cảm ơn mọi người. Anh ơi coi cho em nhé, ủng hộ giùm tôi đi xe chim sơ, giùm tôi đi mọi người ơi.
Dạ, cả nhà mình chỉ cần đặt hàng inbox trực tiếp cho anh Bùi Mạnh Linh hoặc là để lại số điện thoại giùm em cho cả nhà là được, sẽ được tư vấn cho cả nhà ơi. Giúp điều đặc biệt là cái này chúng ta sẽ sức mặt được luôn. Thì bây giờ gần cuối giờ sẽ sức mặt cho dì coi. Và đây em sẽ tẩy để cho dì coi thì anh chị em nằm cần tắm trắng cũng như là mùng 1 mà trắng trẻo đỏ nà. Mùng 2 đi chơi đi ơ đó đi Vũng Tàu Vũng ơ mà biển mà ta đã biển sông rắn rào trùng dương lấp lấp bay mặt tam làm tao mà đen đúa rồi này nọ. Thì nhớ sử dụng tắm trắng e skin giùm em như chị nha. Cảm ơn chị rất nhiều. Xăm thật hay xăm giả? Xăm thật chứ sao xăm giả em? Trời ơi, thời buổi làm xăm giả nè em, gái này. Gì? Trời ơi, bây giờ mà dán mấy cái hình là trả sâu nha. Hàng Dương ơi, để lại số điện thoại cho em. Thì hết rồi nè. Để cho mình ai đặt hàng để lại số điện thoại giùm em, 490.000 một chai. Đây là sản phẩm từ Hàn Quốc nha mấy chị ơi. Dạ, sản phẩm từ Hàn Quốc, lấy cho em đi chị Hằng Dương, để số điện thoại coi cho em quẻ để anh chị em mua đi hàng ủng hộ giùm cho em. Nhanh tay lẹ chân em nữa, em xe nồi, cảm ơn mọi người. Thanh Mạnh, chào Thanh Mạnh nè, Thanh Mạnh có khỏe không? Xấu mà làm xấu thêm, kệ tôi đi anh ơi, kệ tôi đi. Năm mới dù già buông may mới đắt, cảm ơn em, năm đẹp trai quá, cảm ơn em gì. À, kệ tôi xấu, kệ tôi đi gì ơi. À. Thôi đừng nói. Ai gì đợt không? Dạ, mấy chị đặt hàng inbox trực tiếp cho Bùi Mạnh Linh giùm em. Đây là sản phẩm không những tắm trắng cho nữ và những anh nam mình có thể sử dụng được luôn nha mấy anh ơi. Đây nè. Đặc biệt cho những anh nam mà bị mụn lưng mà có trị được luôn nha mấy anh nha. Đó, nó cực kỳ hiệu quả như gì nha. Ok, Hằng Dương số điện thoại đây, cái gì kỳ ra giùm cho em. Thì lập tức một làn da cực kỳ trắng và cực kỳ mềm màng luôn. Nhanh tay lẹ chân xe livestream cho em. Thanh Mạnh ơi, tôi sẽ coi cho Thanh Mạnh một quẻ nha. Thanh Mạnh ơi, Thanh Mạnh là bạn của tôi. Chính vì vậy tôi sẽ coi cho Thanh Mạnh một quẻ coi năm 2019. Thằng Thanh Mạnh có bị yếu sinh lý như năm 2018 hay không? Yếu luôn, yếu sinh lý luôn nè. Đây già, đây quá già. Cơ thể của bạn hiện tại đang quá già nha bạn nha, quá già luôn. Chứ vậy dù nhiều khi mà bạn thân, dù nhiều khi bạn tâm sự tôi, ôi Lâm ơi tôi bị yếu sinh lý rồi này nọ, thì nó có thật luôn. Bởi sao cơ thể bạn quá già? Ví dụ nhiều khi ở chuồng luôn nè, 3-4 mùng 3, mùng 4 ở chuồng mà nó già rồi ở chuồng luôn, già rồi lên không nổi luôn, xui. Chứ vậy bây giờ mình sẽ cầu cái gì đó cho bạn phát khởi lên. Ví dụ như cầu sung đi, cầu sung thưa bạn, cầu sung ít đó, dạng vậy. À, Phạm Nga, cảm ơn vậy, ủng hộ giùm cho em đi mọi người. Anh Vũ Hà, anh khỏe không anh Vũ Hà ơi? Anh Vũ Hà mới qua mà dì hai em kêu quá trời. Thảo Hà ơi, em yêu anh mà chớ hề nói gì tới em. Ok, Hồng Mel, Hồng Anh đi ủng hộ giùm cho em chị nha. Rồi bây giờ kỳ vô đi coi đây chị Bảy. Đây mấy chị coi nè, khi mà mình kỳ lên thì lập tức cái làn da của mình nó cực kỳ trắng như vậy nha, cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn. Gần tết tới nơi rồi, lục tết mẹ rồi, tết rồi, hôm nay mùng 1 rồi. Và wow, Nguyên Vinh nè, anh bóc cho mình Mạnh Linh Bùi ơi, liên hệ cho Nguyên Vinh giùm cho anh Lâm nè, xem mình chiến tranh đi hả. Cảm ơn mọi người ủng hộ giúp cho em gì. Đây bàn thờ nha em đi. Đẹp không? Em đang dưới quê gì nha, em đang ở Long Thành, Đồng Nai, quê hương Đồng Nai, chào đón một người con đất hài. Bây giờ em sẽ coi bói cho anh Vũ Hà. Bây giờ anh Vũ Hà là một cái người anh mà rất là thương em, đồ này nọ, đồ cầu cho em, đồ hại em, đồ này nọ đó. Anh Vũ Hà cầu là xem bói cho anh Vũ Hà năm nay sẽ như thế nào đây, hỡi thần tài yêu dấu của em ơi. Dạ, cái này mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em hoặc inbox trực tiếp cho anh Bùi Mạnh Linh giùm em nha. 490.000 một chai cho cả nhà. Rồi anh Vũ Hà ơi, xui rồi nhanh nha. 99 cộng 3 là 12. 12 hạn chế đánh bài kéo xì dách giùm cho em. Hạn chế kéo xì dách giùm cho em, sẽ bị quắc nhanh nha. Anh chơi đừng chơi bài cào luôn, đừng chơi bài cào với 9 11, 12, đúng rồi, chính là có hai nút thôi là bị xui nha. Năm nay anh Vũ Hà đừng chơi đánh bài giùm cho em. Anh đi du xuân này nọ, đi hát hò này nọ thôi. Anh hạn chế đánh bài giùm cho em nha. Anh Vũ Hà yêu ơi. Giờ đặt hàng cái nào chị nào có hả? À, bé gì đâu rồi, Mạnh Linh ơi, giờ đặt hàng nào có vậy Mạnh Linh? Nè, có gì kỳ giùm cho em. Từ từ. Đem cho gì coi. Khi mà mình kỳ đó giống vậy nha, nó cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn. Nhanh tay lẹ trên xe livestream cho em gì thấy không? Là khi mình kỳ đó như thế này thì lập tức làn da của mình sẽ trắng hồng và nõn nà không tì vết như vậy nha. Nhanh to lẹ trên xe livestream giùm cho em cái gì, xóa livestream giùm cho em đâu gì không? Trời ơi. Mình kỳ ra nó sẽ ra một lớp bụi như vậy nha. Quý vị gạt mấy cái bình luận qua bên, thì coi cái làn da của em nè. Đó, nó rất là trắng luôn quý vị ơi, rất là trắng luôn. Mùng 1 ngày hôm nay khai trương cái gì nha, ngày hôm nay khai trương tấm trắng luôn. Anh chị em nào mua hàng cứ để số điện thoại giùm cho em đây, mình kỳ để giùm cho em gì thấy không? Trời ơi. Thấy không?
biết không? Rất là trắng, cực kỳ nõn nà, và khi ta rờ vô làn da ta cực kỳ mịn màng, cực kỳ trắng, cực kỳ đáng yêu luôn. Đúng không? Xong rồi đi đâu ta? Đi bên chơi. Ở đâu? Ai vậy? À. Dạ mấy chị đặt hàng để lại số nồi giùm em, hoặc lên phó trực tiếp cho em Bùi Bình Linh giùm em thì cả nhớ. Đây là sản phẩm tắm trắng chỉ có giá 490.000 một chai nha cả nhà. Một chai là mình sử dụng được 2 tháng nha cả nhà ơi. Đặc biệt là cả nhà mình mua một bộ là với giá 1.470.000 được tặng ngay một chai tại Tết Bảo Chính trị giá 490.000 cả nhà. Rồi còn chần chờ nữa, bây giờ mọi người mua thì liên hệ mạnh lên Bùi giùm cho em đây, gì thấy không? Làn da ta sẽ cực kỳ trắng và cực kỳ ok và cực kỳ đáng yêu luôn. Nhanh tay lẹ chân, và đặc biệt là trị bụng lưng được cho mọi người luôn. Những cái vết thâm mà nó thâm lâu năm quá thì ta nên sử dụng giùm cho em. Và ta tắm trắng khô như gì nhau, gì thấy không? Đây là dòng sản phẩm tắm trắng khô khác với những dòng thị trường khi mà những dòng sản phẩm khác. Thì chúng ta phải tắm, chúng ta phải ra nước, chúng ta tắm đâu này nọ nó mới ra. Còn đối với sản phẩm này ta tắm là khô lại, ta cào ra hết như gì nha. Cực kỳ okay. Cực kỳ trắng mọi người luôn. Mà rất là mịn nha mấy chị nha, chứ không hề bị khô da đâu nha mấy chị ơi. Rồi anh chị nào mua cứ để tới lại giùm cho em đi mọi người ơi. Dạ em cảm ơn chị Đoàn Trang nhiều nha. Bây giờ cả nhà mình ai đặt hàng không mấy chị ơi, Tết rồi cho nên ai cũng sẽ nhận được tiền lì xì cho nên rất là nhiều đúng không mấy chị. Cho nên mấy chị mua ủng hộ giùm em mọi người một chai cho chị nha, 490.000 một chai thôi. Đặc biệt là cái body bên đây là thẩm thấu với làn da, gặp nước là không hề cho nha mấy chị nha. Xài rất là ok, bao trắng cho cả nhà mình luôn nha cả nhà ơi. Rồi bao trắng chị em mình luôn, mừng tinh đinh mình nó trắng qua trời, trắng qua chừng mọi người ơi, hãy tắm trắng đi nào, đừng có để da đen mẹ là nhà hồn. Tắm trắng xinh tươi đi, em một người người đi chùa chiền à, tắm mà trắng á ẻ xê kinh nữa. Dạ cả nhà mình đây muốn ủng hộ em, inbox trực tiếp cho Bùi Bình Linh giùm em đi, được tư vấn cho cả nhà 490.000 một chai thôi cho cả nhà ơi. Rất là hiệu quả, đây là sản phẩm tắm trắng của Hàn Quốc nha. Bây giờ nào hả? Rồi chị Tâm Đinh, em thấy chị Tâm Đinh của em rồi. Có điện thoại bị khùng lắm mẹ ơi. Hello hello. Hát đi, hát một bài mừng xuân đi. Mừng mừng xuân mới, ta hát vang cùng nhau hả? Một bài đó. Dạ mấy chị ơi, một chai là 490.000 nha mấy chị gia, sử dụng được 2 tháng rồi nha cả nhà ơi, siêu trắng luôn mấy chị luôn. Quý vị ngày mai em sẽ like nhà mới cho em cái gì coi nha, em phe nhà mới cho gì coi nha. Cái gì mấy chị ủng hộ giùm cho em cái gì thấy không? Trời ơi nó trắng cái gì. Cái gì thấy cái cổ khác liền quý vị. Ơi à, tắm mặt của Nha Quỳnh. Sao vậy? Thôi bây giờ sẽ tắm mặt cho gì coi, em sẽ tắm mặt cho gì coi. Cái này là tắm trắng khô gì nha. Mình chỉ cần kỳ ra như thế này, nó là trắng một chai là 490.000. Dạ, để cho mình đặt hàng lên bó trực tiếp trên Bùi Bình Linh giùm em nha. Hoặc là để lại số điện thoại giùm em trên đây luôn. Dạ, những chị nào ở thành phố là em sẽ ship liền nha. Còn những chị nào ở tỉnh là mùng 5 là em mới ship được cho cả nhà. Ở thành phố ship liền hả? Ngày mai, ngày 1 đó, nhân viên nó ship mà. Dạ yeah. Dạ, đặc biệt ưu tiên cho những anh chị nào mà mua một bộ sẽ được giảm ngay 50.000 tặng ngay một cạc điện thoại nha mấy chị ơi. Rồi một bộ là mọi người sẽ được tặng điện thoại nha chị nha, một cái cạc điện thoại 100.000 luôn. Nhanh tay lẹ chân nghĩa là giảm 100.000 cho chị. Còn chần chờ nữa cứ để số điện thoại cho em, giờ tắm mặt cho chị coi. Ngày mai em phải đi đâu ta không? Ngày mai sẽ có khách ở nhà em và ta nói em sẽ tắm thật là đẹp đẽ để cho mọi người thấy được làn da mạnh mòn của em nha mọi người ơi. Dạ, mọi người để lại số điện thoại giùm em mới đặt hàng đi cả nhà. Inbox cho anh Bùi Bình Linh giùm em được tư vấn nha. Những chị nào mà da mà bị lão quá nhiều là mình sử dụng cực kỳ hiệu quả luôn. Đặc biệt sản phẩm này dành cho nam và nữ nha mấy chị nha. Dạ. Nam nữ đều xài được, video môi đều xài được giống gì nha. Nhanh tay lại chứ còn chần chờ nữa cứ để số điện thoại giùm cho bên em đây gì thấy không? Đây. Cực kỳ trắng quý vị ơi, gần Tết tới nơi rồi. Ai mà đen quá thì nên sử dụng sản phẩm giùm cho em như gì nha. Nhanh tay lại chứ giùm cho em. Nhanh tay lẹ chân đi mấy chị ơi, tôi đặt hàng mấy chị ơi. 490.000 một chai thôi, siêu hiệu quả, siêu trắng, sử dụng tới 2 tháng lận nha mấy anh chị nha. Đó, quý vị xức lên mặt giùm chị em gì nha, làm gì thấy không? Cái là loại tắm trắng khô lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam gì nha, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam luôn. Mình làm làn da mình cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn. Nhanh tay siêu mình kỳ những cái kẻ tay, kẻ chân thì lập tức làn da mình sẽ sáng lên, mịn màng lên và trắng lên. Nhanh tay lẹ chân mình để cho 15-20 phút mình cào với mặt mình ra. Lập tức một làn da cực kỳ trắng gần tới nơi rồi, mọi người ủng hộ giùm chị em đi mọi người ơi. Dạ, mọi người chỉ cần đặt hàng inbox trực tiếp cho em Bùi Mạnh Linh giùm em nha.
cả nhà. Ok Tuyết em, cảm ơn Tuyết em. Anh chị em là mua comment một bộ giùm cho em cái gì nha. Khi mọi người một bộ thì bên đây sẽ lì xì một cái cạc 100 ngàn. 100 ngàn mọi người ơi. Mọi người mua đặt hàng để lại xin thoại giùm em nha mọi người ơi. Bị liệu đâu đó mọi. Anh đẹp trai quá hả, cảm ơn gì mãi dám xin, chào mãi dám xin nè, mãi dám xin ơi. Coi cho em bẻ đi hả, ok thằng Hứa gì nè. Hứa Đăng Nguyễn, anh thích ghê hả. Hứa Đăng Nguyễn, ba lá nè em nha. Trời ơi, hên quá nè em ơi. Trời ơi, hiện tại là sắp được chơi video môi luôn nè. Đó, là tự ra bà đầm với hai ông già nha. Em sẽ chơi môi với hai ông, ít lộn, chơi video hai ông. Và bị chơi đó dạng vậy. Colombia hả, ok, hot the story the Colombia một bộ hả. Thảo Nguyễn, ok Thảo Nguyễn, hãy số điện thoại giùm cho anh đi Thảo Nguyễn ơi. Thì bên Bùi Mạnh Linh Zalo cho gì nha, em không bán cái gì nha. Ok Hana Hân, cảm ơn Hana Hân, mua để số điện thoại giùm cho em. Mạnh Linh bán cho em, không bán cái gì ơi. Mọi người chỉ cần đặt hàng nữa là số điện thoại giùm em nha mọi người ơi. 490 nghìn một chai, là chai là sản tẩm tắm trắng từ Hàn Quốc nha cả nhà. Coi cho chị với hai chị Long Quỳnh ơi, chị đừng ghẹo em. Trời ơi, em coi bói xàm anh chị ơi. Bùi mà lên trên số điện thoại, ok em. Cho em có một quẻ đi mọi người, một quẻ giùm cho em đi mọi người ơi. Mọi người ơi, xin lấy xe chìm giùm em nè. Bình đá quý nè, mê lắm hay sao mà coi hoài vậy. Bình đá quý ơi, là bình đá quý ơi à. Dạ, cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em đi cả nhà ơi. 490 nghìn một chai nha mấy chị nha. Nhanh tay lẹ chân đặt một bộ sẽ được giảm ngay 50 nghìn, tặng ngay một kèm điện thoại trị giá 50 nghìn nha mấy chị ơi. Rồi còn chần chờ nữa, mọi người cứ để số điện thoại giùm cho bên non. Thì bên non solo cũng như tôi giống cho mọi người ơi. 490 nghìn một chai, một bộ là 1.470.000, được tặng ngay một chai tẩy tế bào chết trị giá 490 nghìn nha. Bên đây không thấy tab nè. Dạ. Để em coi lại đó. Chị lấy sĩ nha, chị em xài cái bộ rồi ha. Thảo Nguyễn, cảm ơn Thảo Nguyễn rất nhiều nha. Ok Nguyễn Kha số điện thoại luôn. Rồi video anh lóc em nè em gái ơi. Coi cho em quẻ đi hả. Ok quất lê một quẻ luôn. Một lá, hai lá, ba lá. Quất lê. Nè mùng 6, mùng 9 nè. Mùng 6, mùng 10 là em sẽ có tình yêu. Mùng 10 em sẽ có tình yêu nha em nha. Mùng 6 là em bị mùng 6 là sẽ ăn cháo, mùng 9 là em sẽ hơi lính quýnh em nha, hơi lính quýnh trong Xuyến. Chào Xuyến nè. Xuyến à, ngày mấy Xuyến ơi? Mùng 10. Mùng mấy Xuyến ơi? Trời ơi, nay khai trương livestream đúng vậy. Trời ơi à. Dạ. Mời Quánh Lâm hả, mời không? Quên rồi, Xuyến là bữa đó Xuyến like rồi. Xuyến like gì? Mùng 10. Xuyến like gì? Mùng 10. Ui à. Thì kêu Xuyến rồi giờ đây. Em mua một chai ok vậy. Bản lĩnh thôi sao, bản lĩnh tốt tiền. Chương trình nào cũng có em hết cái gì ơi. Bây giờ sẽ lột cái mặt chú gì coi, 15 phút nha. Siêu trắng siêu hiệu quả luôn nha mấy anh chị nha. Siêu trắng siêu hiệu quả. 490 nghìn một chai đó nha. Vô đó rồi anh Quỳnh, vô đi. Dạ, mấy anh chị nào mà đặt hàng để lại số điện thoại giùm em. Bên đây là dòng kem body là 2 ngày, ban đi và ban ngày nha mấy chị nha. Đồng giá 490 nghìn. Cả nhà mình mua một lẻ một chai giùm em cũng được luôn nha cả nhà ơi. Nhưng mà đặc biệt là cả nhà mình mua một bộ thì sẽ được giá ưu đãi hơn rất là nhiều nha mấy chị nha. Rồi gì ơi, lẹ mua giùm em đi đánh bài vô ơi à. Trời ơi, Tết nếu nay mẹ phải làm khai trương đâu gì ơi, mệt thôi, muốn nghỉ ngơi cũng có được đâu. Dạ, em muốn một quanh 5 ngàn nào cũng like, ngày nào cũng like hết mấy anh chị ơi. Cho nên là cả nhà mình đều ủng hộ giùm em mỗi người một chai nha. 490 ngàn một chai thôi nha cả nhà ơi. Giá em thương mà cực kỳ hiệu quả, xài siêu hiệu quả, siêu trắng nha mấy chị luôn. Siêu trắng luôn. Siêu đẹp lắm mấy chị ơi. Mấy chị ơi. Đây là một siêu phẩm nha mấy chị nha. Đâu gì thấy không, trời ơi siêu phẩm như gì nha. Cực kỳ trắng mà cực kỳ mềm màng luôn. Không trắng phẳng như mặt của em như vậy nha. Mặt của em. Tán như cái mặt của em. Đi hả Quỳnh? Tán như cái mặt của em. Rồi nhanh tay lẹ chân quý vị ơi. Tháng 3 là em phải nghỉ một tháng trời quý vị. Em không có like thêm một tháng trời quý vị. Một tháng đều đặn anh like cũng mạnh lên bụi hết. Sao kỳ vậy? Tháng 3 em đi Ấn Độ rồi. Em đi hành hương rồi. Em đi làm từ thiện bên đó rồi. Dạ mấy anh chị nào vui lòng ủng hộ em để lại số điện thoại giùm em đi mấy anh chị ơi. 490 nghìn một chai nha. Còn mấy anh chị nào mà bóc ra anh Lâm tháng 3 thì tháng 3 anh Lâm sẽ không ai được, nhưng mà em sẽ like. Trời ơi, em sẽ trực tiếp là like thay cho anh Lâm mấy chị nha, cực kỳ hiệu quả luôn. Trời ơi, cái gì vậy, hiệu quả không? Cực kỳ hiệu quả, cho nên là anh chị cứ check inbox cho anh Lâm nha. Em like coi không? Còn chưa. Trời ơi bà điên, vợ em bị điên cái gì nha, vợ em bị tâm thần. Dạ, vợ em đi tâm thần, mọi người thông cảm giùm em. Dạ.
Ok Kha Nguyễn, cảm ơn chị. Nha, anh ta là chị, cảm ơn chị cho em một quẻ ha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì bây giờ anh chị em nào mua hàng cứ để số điện thoại như vậy nha. Cảm ơn chị. Nói điên nói cùng đem lóc anh nè. Dạ. Bữa nay không ở nhà mới hả? Không, em đang dưới quê vậy. Em đang dưới quê. Dạ mấy chị ơi, thương hộ giùm em mỗi người một chai đi mấy chị ơi. Tết rồi tiền lì xì nhiều lắm, để chi nó phí mấy chị ơi. Mua sản phẩm về tắm cho nó trắng nha mấy chị nha. Thôi bây giờ em sẽ kết thúc livestream tại đây. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Em chúc mọi người một buổi tối vui vẻ cho chị nha. Thì bây giờ ai mua hàng liên hệ cho Mạnh Linh Bùi giùm cho em. Em chúc mọi người một buổi một thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều hạnh phúc cuộc sống. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye mọi người, xin chào và hẹn gặp lại.